Chúng tôi là nhà cung cấp bộ phận gia công cờ nấu cờ tại Ninh Ba, Trung Quốc. Chuyên về các quá trình cơ khí khác nhau, chẳng hạn như gia công cờ nấu cờ, rèn, đúc, dập. Tất cả các bộ phận chúng tôi cung cấp đều được đặt làm riêng với bản vẽ hoặc thiết kế của khách hàng hoặc mẫu gốc.